Và chúng ta quay trở lại với cả trận thiếu này thôi. Và chéo mà hè rồi thì tiếp. Cầu còn quay xa xa về lúc mình vẫn tùy đầu. Tôi này vẫn công được rồi. Mà phải hết sức cẩn thận. Một phát nữa thôi chắc chắn là con voi sẽ làm xuống luôn. 25. Rồi, con voi làm xuống rồi. Không chết dần, không chết lỗi. 32 cần phải đập lô. Vâng, Egypt đập lồi đối đầu với Yamato không hề đơn giản. Để nhớ rằng với phía đối bạn này, Yamato có khả năng phát triển và có khả năng ép đòi. Quan trọng nhất là ép đòi đến từ đội bạn. Đấy rồi, rất may. Và chúng như vậy là chúng lô kép luôn. Chúng lô kép luôn, khá tươi. Chúng cả quả và chúng cả hươu. Và hươu lại hươu 6 con thì phải, quả 6 cây. Mấy năm lồng dân đến thứ bài của hai cái zip đối đầu với cái em ô tô thì chắc là sẽ đánh chém thôi. Bằng chém chỉ phù với đồng bạn mình đoán rằng xin bằng sẽ một cái bài đánh kiểu bằng chém chỉ cũng ai. Thế mà đồng bạn đánh kiểu trâu chém chúng ta sẽ đánh kiểu trâu phù và lúc đó thì sẽ là khó hơn nhiều đồng bạn. 2 năm lồng dân bạn tập bùi chỗ này nữa chắc chắn là như vậy. Một bài sẽ ép đòi không được quá mắc tại vì đồ ăn của anh là siêu xa và cần phải đập lô nữa đập ra bài hoặc đập ép đài tốt hay ép đài sớm trong 10 sẽ là hơi khó cho bài của anh, rất khó, nó gần như là không thả trong 10 được. Đó, đây là đây 11 10x 11 1x, hầu như vậy là 11 2x rồi. 11 22 với bài 25 dân của mình. Vâng, như vậy đã có giò thứ nhất với mình rồi, rất may. Bỏ he đã kịp thời bỏ bế bãi vàng. Rồi, ôi, bãi gỗ kín mà bãi vàng kín như vậy con giò bên phía đó bạn sẽ không có hiệu quả. Sẽ không có hiệu quả gì cả. Dân của he thì ở tất giữa bản đồ cơ. Đây, tất giữa bản đồ cơ. Ở nhà đã bao vế nhà kín xong rồi, bây giờ thì cứ ăn hoang rồi phăm thôi, ăn hoang rồi băm bên nhà mình phía đối phương thôi, cố gắng nào. Một bài bằng xấu về đồ ăn, rất xấu, một cái map khó, quân thì không có nhưng map khó thì cho ai rồi. Bò nhỏ, gọi như vậy là bò nhỏ, thật nhiều xì măng, hay quá. Bãi vàng thậm chí còn chưa kín cơ. 26-40. Bò nhỏ thành nhiều xi măng thôi. Và bây giờ đưa con giò đến tìm những cơ sở làm ăn ở ngoài bên phía đối phương. Đấy rồi, đây là bài gỗ vẫn đang họ vẫn chưa bò mí thành nhiều xi măng. Một bài sẽ đánh kiểu chém thủ phù đến từ dưới thủ hàng thì rất là chém cùng phù. Đây người ta gọi là chém cùng phù nhưng mà là thủ phù phải đóng ở nhà phù ở nhà cơ. Đóng cao người ta này người ta gọi là vẫn đi công phu người chúng em ra được không mà không ra được rồi tao này mà đóng này thì không chiến thắng là không ra được rồi. Ở 22 làng ra ô vẫn vào được tên này tên ở trên vào được một con lada như vậy là thơm rồi. Và trong đây thì phù như vậy là nhốt được một con phù thủy. Nhốt được một con phù thủy ở trong hốc của mình là như vậy là tươi. Khoảng 22-60. Họ bắt đầu có chém dành cho bên mình. Họ cũng được có chém cho đối phương. Họ đã bàn phát một tỷ lông dân là vụt và chém bên mình. Và máu thế à rời. Phù đỏ. Đỏ chết luôn, đỏ phát chết luôn, không như vậy bãi vàng bị họ, bãi gỗ hỏi anh ơi. Con này về trong, và không được rồi, phá bị bò chạy, bắt buộc phải phá chạy, như vậy là phù đỏ. Rồi như vậy, chăm được dân mình phía đối phương. Phù thì vẫn đang co lên cho em, 3 con phù thủy, bắt đầu có nhà BA rồi. Và thế trận bên phía đối bạn không chuyển được cùng ai. Và đưa về kết quả map ăn hoa như vậy chúng ta sẽ chuyển được châu phù ra. Và sẽ không có phù thủy chơi, và phù của Yamato nó khá lởm. Khoảng 21-68 dành cho ai.
bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, tôi này đang có một chút lợi thế rồi. Đó, phục phục phục, đỏ không? Ờ, như vậy là không đỏ, vì phía đối bạn vẫn đang ra được hai lò nha. Chưa có lợi thế, sao còn chưa có lợi thế đâu? Vì đối bạn vẫn ra được hai lò, thằng này của em chỉ 22 thôi. Vâng, thì vẫn đang căng, thế thì vẫn đang rất căng. Theo dạng được vàng thì là thơm. Thằng được vàng không nha, tại đi tìm mấy vàng khác để ăn, mấy vàng ở nhà đã bị sốc chết rồi. Bây giờ đi quần móc ăn vàng, chưa phù thủy với đội bạn. Cố gắng nhá. 22 đến 64. Vâng, 20 trên 56 rồi. Đây là bãi gỗ các bạn, bãi gỗ làm lại dành cho cái thủ xi măng. Và bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Để trận mà chúng ta cần phải quản map tốt, cũng như là ăn hoang tốt lên chào hè. Giống như trận đấu trước vậy. Với trận đấu này thì dân của hè là dân có bánh xe, chứ không phải là dân có bánh xe nữa, dân có bánh xe. Và hè thì có phù thủy để chơi với đội bạn nữa. Đội bạn thì ta không có phù thủy và vẫn đang ra được hai lần đều dành cho xi măng. Xi măng vẫn đang ra hai lần đều nha. Đội này thì chúc. Hỏi cái cơ, hỏi có phải nghe không, mà có chạy không, phải là có chạy mà không phải nghe. Đã được thêm hai dân nữa của đội bạn rồi. Phô bảo ta lại phô, còn lại rất nhiều chém với đội bạn, rất